Em Hoàng Dung và cháu Minh Huệ xin gửi lời chào đến tất cả anh chị em đang xem livestream buổi chiều ngày hôm nay. Chiều ngày hôm nay thì đây có dạ cháu vâng Minh Huệ. Dạ vâng, con chào tất cả các cô, các bác, các chú đã theo dõi livestream của nhà con nha. Nếu mà các bác ưa thích này có thể để lại cho cô Dung và cháu Huệ một nút like và một nút chia sẻ đúng không ạ? Vâng, và trong buổi chiều ngày hôm nay đây, cháu và cô Dung sẽ phục vụ một số dòng xe mà nhà cháu đã hiện tại đang có ở đây. Và nếu như các bác muốn xem thêm bất kỳ những dòng xe gì này, có thể để lại comment tên xe, đời xe và giá thành xe các bác muốn mua giúp con nha. Rồi, SH bản LED 2 tầng cho em nhé mọi người nhá. Những chiếc Liberty S, ABS anh em ạ, màu vàng cam. Anh chị em nào quan tâm cho em những dòng xe này không ạ? ABS mọi người nhá. Rồi, tiếp theo là một chiếc xe LX. Đấy, đây một chiếc Dream. Dream giật ngon lành cành đào anh em nhé. Sáng sủa, sạch sẽ, ngon lành. Dream Việt Nam. À sorry, Dream mới. Chiếc Clutch đời mới. Đời màu hot. Rất là thơ mộng, màu hồng baby. Anh em cho em xin phép, hiện tại là nhà đang đục đẽo, đang thi công. Xin phép em và Minh Huệ đeo khẩu trang để livestream. Hiện tại là nó rất là bụi. Nếu mà cứ hít ra hít vào liên tục như thế này thì cũng rất là khó cho bọn em. Vâng ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hiện tại tất cả anh chị em đều đeo khẩu trang. Em ra là em và Minh Huệ là tiếp tục sẽ đeo. Cố gắng làm sao vậy? Thì em không chịu được đâu, nhưng mà thôi cố gắng làm sao mà giảm được tí nào hay tí nấy. Vâng ạ, và chút nữa nhà cháu sẽ lên một số dòng xe đi ăn đi làm cho các bác này. Hoặc là Vision cho các mẹ các chị sinh viên nha. Rồi. Những cái dòng xe rất là nhiều, những dòng xe, nhưng hiện tại là khu vực line nó đang bị chật, thế nên là thành ra là Đức Bê Mâm sẽ bê dần dần lên từng con một để em và cháu Minh Huệ sẽ like chi tiết cho anh em nhé. Một chiếc xe classical màu siêu xinh anh em ạ. Đấy, các màu trắng baby giúp con, màu trắng hồng baby ạ. Có thể quay giúp con một vòng đi ạ, mà giá rất là tình thương mến thương cho các bác thôi. 9 triệu đồng thôi ạ. Vâng, chưa đến 10 triệu. Một chiếc classical bản 2012 rồi. Kiểm tra xem nào, 2010 hay 2012 đây. Bản tem này là tem chót rồi này, cái tem mây mưa là tem chót, là vừa mới mua về tại cửa hàng xong đấy. Các bé chắc là các bé có quả yên áo trong màu hồng baby, trông xinh xắn nhỉ. Gọi vui cũng gọi là tính nữ dâng cao một chút. Biển số là 29E1 Đồng Đa 30758 giúp con. Tại cửa hàng lúc cách đây tầm 1 tiếng đồng hồ anh chị em ạ. Nên năm ra là đây, lên livestream luôn để cho anh chị em nếu mà nhu cầu tìm mua những dòng xe nó xinh gọn gọn của Yamaha Classical. 9 triệu đồng thôi nha các bác ơi, chưa đến 10 triệu ạ. Máy zin anh em ạ. Đeo khẩu trang nghe thật cảm thật, nhưng mà thôi anh em phải thông cảm, tại vì là vừa nó khó nói ấy. Nó hít ra hít vào nó khó nói. Để nói chung là cô cháu mình đeo khẩu trang để đảm bảo sức khỏe thôi ạ. Đây, hoặc là các mẹ các chị nào mà người nhỏ nhỏ, kể cả mét 5, mét 6 đi ạ, hoặc là mét 4, cháu thấy là đi em này vẫn rất là phù hợp. Cháu Huệ cao đi như này, em này cũng hơi bé thật. Rồi, đó. Này là cô Dung này. Thôi, cái này là cô Dung, rồi, cô Dung nhỏ nhỏ rồi. xinh. Anh em ạ, cô Dung nhỏ xinh. Em ơi, ác quy, à đây rồi, ác quy ơi yêu. Vừa mới về anh em nhá, để cho anh em 9 triệu đồng máy quần jean. Đồ đạc cũng vẫn còn nhiều thứ quần jean. Mặt trên thì có được tỉa, nhưng mà thôi tóm lại là anh em thích cái tỉa. Lên cái mỏng màu baby anh em ạ. Đây, đồ đạc tất cả mọi thứ. Xe vẫn đang nổ này, máy móc này. Kính này, thôi được cái là nó là loại xinh nhỏ gọn. Anh em nào có nhu cầu mà tìm mua những loại Yamaha nhỏ nhỏ xinh. Giá thì vừa phải, dưới 10 triệu. Anh em cân đối cho em xe này mọi người nhá. Vâng, các bác ơi, 9 triệu đồng nha. Nhà con mới chỉ rửa dọn thôi ạ. Chưa rửa con ạ, vừa mới về. Chưa rửa tí nào luôn. Đây à. Vừa mới về nhà con nha. Các bác yên tâm là khi mà em nó đến tay các bác rồi thì nhà con đã kiểm tra chất lượng này một lượt rồi. Em phải đi ngon lành cành đào nó ngon ngon sạch sẽ đến nhà con ship về tận giường các bác luôn ạ. Biển số là 29E1 30758 ạ. Rồi, bao ship tất cả các tỉnh anh em nhá. Em ship tất cả các tỉnh, anh em tỉnh nào bên em cũng ship. Anh em thì chịu phí giúp em, chịu phí ship rồi em bán giá tại cửa hàng. Thu rút hồ sơ là bên em cũng không bao. Vâng ạ. Đang nói hở mồm ra, giờ tự nhiên đeo mõm vào nên ra là khó chịu kinh. Rồi, tiếp theo một chiếc xe Dream
không khác gì một chiếc rim Việt Nam đời mới, không khác gì một chiếc rim đời Việt Nam. Hàng đẹp anh em ạ, nhưng mà hàng này nó là hàng Dream Full. Dream này là Dream đời mới, đăng ký tận 2024 anh em nhá. Đây anh em nhìn này, Dream. Dream anh em biết rồi, hôm vừa rồi nhà em có vài con Dream đời này, nó là đời Dream của năm 2024, hàng liên doanh cho em mọi người nhá. Không phải là thị phò gì đâu, rằng nhưng mà được cái là Dream đời mới. Đây đầu bò bốn ốc như y xì luôn. Luôn như thế, nhưng đầu bò nó này là ốc, ốc dài anh em ạ, chứ không phải ốc ngắn như Dream Việt Nam đời thường. Đấy, hàng liên doanh mọi người ạ. Con này hôm vừa rồi em có nhớ là em có like rồi. Đây, tất cả mọi thứ. Km thì chạy có 1.800 km rồi. Đây. Đời 2024. Tất cả vành bánh tam nan lốp còn zin cho xe, biển Hà Nội. Vâng ạ, biển 29BH, biển đã định danh rồi, 05170, các bác yên tâm, các bác mua về bác cháu nhà mình đi vẫn được luôn ạ. Rồi, hôm vừa rồi bạn cho anh em là 14.200.000. Thôi ngày hôm nay em hạ giá cho anh em 13.800.000 mọi người nhá. 13.800.000 với chiếc Dream bản 2024. Vâng. Liên doanh anh em nhá, chứ không phải hàng zin xịn đâu. Vâng. Honda xe vẫn nổ đấy bác ạ. Đăng ký ghi Dream anh em ạ. Đây anh em nhìn Dream này. Dream. Anh em biết những cái dòng này rồi. Xe thì xe đời mới của 2024, năm bây giờ người ta chuộng cái form dáng này thì anh em chắc là lại sản xuất lại. Để chất lượng thì nó là hàng liên doanh anh em nhé. Form dáng nó không khác gì xe Dream Việt Nam mới lại Dream Thái đâu. Vâng, nhưng mà vâng, thôi cái chất lượng của nó hàng liên doanh. Vâng. Kết hợp thì nó chỉ được vậy thôi, để cho anh em 13.800.000. Anh em có nghe rõ không ạ? Vâng, 13.800.000 cho các bác nha. Em Dream liên doanh dành cho bác nào mà muốn đầu tư một chiếc xe đi ăn đi làm này, đi chạy Grab, chạy nói chung là chạy không tiếc xe đâu ạ. Rồi. Cứ bằng quật thoải mái. 14.000.000 em nhá. BH05170 giúp con ạ. Hàng này nó là hàng liên doanh mà mọi người, hàng liên doanh đấy. Nó cao cấp hơn xe tàu một xíu. Nó là cao cấp, nó hàng hàng của tàu thì nó là hàng long zin. Hàng có này chú thì hỏi là nhà mình có Suzuki Inplus không ạ? Inplus em có luôn, em có Inplus. Giá một con tầm 9 triệu và một con tầm hơn chục triệu. Em ở 52 Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội nha anh trai miền Bắc nhá. Đấy, 52 Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội. Anh có thể check bên page xe máy Hoàng Kiên 52 Chùa Hà, hoặc anh check đến chợ xe máy Chùa Hà là ok. Linh ra ok. Đúng rồi anh em ạ, anh em thông cảm bọn em hai cô cháu khó chịu không thể thở được luôn. Không thở được luôn. Nhưng vâng, mà nó bụi quá. Vâng, cũng hơi bụi thật ạ. Con Jim vừa nãy nhà con bán ra là 13.800.000 cho các bác nha. Vâng, 13.8 anh bộ độc hành nhá. Anh em nào mà quan tâm cho em những cái dòng xe đấy thì nó là hàng mới tinh tươm luôn, nó là hàng gọi là không có gì để chê, có 1.800 km thôi, không có lỗi luôn. Nhưng mà giá thành thì anh em biết là zin xịn của nó là đầu bò, nó là đầu bò nhỏ, đầu bò gọn. Đời zin liên doanh thì nó là đầu bò dài. Đấy, đồng nghĩa là cái việc là thôi, nó là giá vừa tiền. Còn nếu mà zin xịn của anh em biết là cái dòng zin xịn tầm đấy thì mọi người biết nó là bao nhiêu tiền rồi đúng không ạ? Gần 100 triệu anh em ơi. Rồi, tiếp theo anh em nhá, một chiếc LXV3 bản IE. Vâng, anh em ạ. Cho một vòng đi ạ, em này đến từ 99 quan họ Bắc Ninh đây ạ. Đó, màu xanh, nhầm màu xám xi măng luôn giúp con nha. Đó, mặt pha kính trong đẹp này. Các bác chú ý, nó khi mà các bác đầu tư một Etiazo, các bác yên tâm là cái vỏ ngoài của nó thật sự nó bằng sắt luôn nha. Không phải là bằng nhựa như những dòng khác. Bề ngoài đăng của em này đã tút tát sạch sẽ rồi, các bác chỉ cần một điều mua về và đi thôi. Biển số là 9B104646 ạ. Rồi, để cho em 12 triệu đồng, 011. Sơn thì được 3, máy thì còn nguyên zin. Em nổ máy test luôn sản phẩm cho anh em. Thực ra những cái dòng Piaggio này anh em cũng đừng quan trọng về cái phần sơn nhũm nhiều lắm. Mọi người quan trọng cho em cái chất lượng máy nhé mọi người nhé. Vâng ạ. Vì bản thân những cái dòng Piaggio này nó là hàng to, hàng bị về hai bên này. Thường thường là đi Hà Nội hoặc đi tỉnh nhiều khi nó hay bị va quệt tường hoặc chung cư. Đấy, những dòng xe này mọi người biết rồi, nó hay bị va quệt, nó hay bị
chạm ấy, nó kiểu là nó chạm vào các bờ tường hoặc là vào giờ này này. Đấy, máy thì còn nguyên zin anh em nhá. Đấy. Vâng. Để cho anh em 12 triệu đời 2011 đăng ký 2014 cho em. Đấy, máy móc thì anh em đang nhìn bọn em mà ninja bán hàng. Rồi. 12 triệu đồng nha anh em nhá. Đấy, máy móc nguyên luôn đấy ạ. Cái sơn thì được 3 tiền. Sạch sẽ hơn là ngày nào. Các bác lo về việc bảo dưỡng của Piaggio Vespa lấy giá nó cao nhưng bác yên tâm. Ừ. Khi mà đến nhà con rồi, nhà con đã qua một quy trình là kiểm tra chất lượng rồi. Và sau đó nhà con còn bảo hành cho các bác nữa nên là các bác yên tâm nha. Ừ. Biển số là 99D104646 đấy ạ. Rồi, anh 12 triệu. Anh Đỗ Tuấn. Ừ, 12 triệu. Lai mà đeo, mà là phải đeo khẩu trang, ok anh Nguyễn Thanh. Không khí ở đây là hơi bụi một chút các bạn, nên là cháu sẽ xin phép là đeo khẩu trang. Vâng, con này 100 cây đốt 4 lít. Thực ra là những cái dòng Piaggio, con này nó là IE rồi ạ. Đó là lên kim phun điện tử rồi anh nhá. Nếu mà anh mua chế cơ đời nhập khẩu thì nó tầm khoảng 4 lít, hơn 4 lít. Nhưng cái dòng này thì anh em xác định cho em tầm khoảng 3 lít, 2 lít 7 đến 3 lít cho em. 2 lít 7. Đấy là ok. AB 2021 2022 bản đặc biệt 125. Dân tất gì đấy, có sáng vừa like một con 40 triệu chạy được có bao nhiêu cây nhỉ? 2024. Anh em có thể xem lại cái like giúp em hoặc báo với các bạn nhân viên gửi lại hình ảnh cho anh nhá. Cảm ơn anh Nguyễn Đức rất là nhiều. Dạ vâng, có chú hỏi nhà mình có Vespa 150 TST ạ. GTS. Đúng không? Chắc thế ạ. GTS. Chú Quốc Thành có hỏi là nhà mình con Vespa lợi ích đời cao ạ. Đời cao thì nhà cháu có đấy chú ạ. Chú có thể liên hệ số hotline giúp cháu nha. Bên online sẽ gửi rõ hình ảnh chi tiết hơn cho chú ạ. Rồi. Vespa vừa nãy là 12 triệu nha các bác ơi. Các bác nào ưa thích này, dáng dấp sang chảnh, không muốn đầu tư quá nhiều cho một chiếc phương tiện đi lại, đi đường ngắn thôi. Mà muốn sự sang chảnh dáng vóc của nó, có thể đầu tư em nói nha. Rất là xứng đáng ạ. Nhà cháu đều bảo hành đầy đủ ạ. Rồi, em lên luôn cho anh em một chiếc xe Dream đời 2004 mọi người nhá. Khó chịu. Có Way S nhỏ không ạ? Rồi nhà cháu Way hiện tại đang không còn rồi anh ạ. Nhà cháu hết mất rồi. Ừ. Vâng, Noza Grande thì nhà cháu còn ạ. Và tầm giá là bao nhiêu nhỉ cô nhỏ? 2023. 2023 tầm trên 30 anh em nhá. 2023 tầm tùy từng xe, tùy từng biển một. Vâng. Dream. Dream Việt Nam 2024 cho em nhé, anh em nhìn hộ em này. Đấy, từ thụt, từ Meyer, từ Tam Nan. Giảm, gì nhỉ, đầu bò, anh em nhìn đầu bò này. Bên kia nó sẽ rõ nét hơn, rồi quay tiếp đi. Ra máy được đều nhé anh em nhá, ra máy được ngày xưa thì có được Tân Trang rồi. Spa một xíu rồi, tem thì đã lên tem Thái, càng Thái. Hộp xích có được bắn tỉa, được cái Tam Nan cũng còn nguyên zin, Meyer nguyên zin. Hụt nguyên. Đấy, cái càng thì lên càng Thái, tem Thái, đời 2004 anh em ạ. Vâng ạ, biển số là 29T42870 giúp con đây ạ. Đó. Dream Việt Nam 2004 đấy ạ. 2870. 20 triệu 500 nghìn anh em nhá. 20 triệu 500 nghìn. Có xin phép bằng nổ máy nhá. Ờ. Mới mua anh em ạ, 20 triệu 500 nghìn. Vâng, biển số 29T42870. Ừ. Con này nó đen cái nào nó. Nó cái bô là bô tàu. Meyer này, Tam Nan vẫn còn nguyên zin nhá anh em nhé. Con này thì có bắn tỉa rồi, có tỉa. Nhưng được cái máy nó còn ok lắm anh em ạ. Quay cho cô cái máy. Ra máy được thay ốp này rồi, thay cái nguyên cái ốp ngoài rồi. Hiện tại là xe đang đổ. Con này chưa dọn đúng không em? Khói này là khói muội các anh em ạ, khói muội Muji, khói đen là khói muội. Khói xanh nó là khói sắc măng. 20 triệu 500 nghìn cho anh em nhé, một chiếc xe Dream. Thôi mang con này đi để xử lý lại là ngon lành cành đào đấy. Dạ vâng. Hả? Nhưng mà con này phải xử lý lại xong hãng bán. Em sẽ dọn dẹp sạch sẽ ngon lành cành đào cho anh em sẽ mới bán con này nhé mọi người nhé. Bởi vì hiện tại là giá bán cho anh em là 20 triệu 500 nghìn bao dọn cho anh em luôn. Đấy, nếu anh em quan tâm những chiếc xe Dream, mình có thể đi ăn đi làm Grab xe ôm chở hàng, những cái dòng xe này là ok.
20.500.000 bao dọn cho anh em nhé mọi người nhá. Con xe này em sẽ xử lý lại. Thứ nhất là máy nguội này. Thứ hai em sẽ bảo dưỡng này. Làm lại cho nó đẹp đẽ sạch sẽ, ngon lành cành đào xong nhà cháu sẽ yên tâm gửi đến tận tay cho các bác nha. 20.500.000. Đấy. Đấy. Nó cũng còn được đều đều thôi anh em nhá. Để mà xuất sắc thì không phải là hàng xuất sắc. Hàng này là vừa vừa dành cho anh em đi ăn đi làm được cái. Đời này thì anh em biết rồi. 2004, 2008 quay về là hàng này là hàng chất lượng. Thứ nhất là vừa bền bỉ, ít tiết kiệm xăng. Nó chắc cho mọi người, đời này nó chắc. 20.500.000 anh em nhé. Rồi, tiếp tục lên một chiếc V3 cho anh em. Và bác muốn là bác có thể liên hệ luôn số hotline nhà cháu để trên bio nha. Cháu thấy con Vespa là 12 triệu đấy ạ. 2004 anh em ạ, đời 2004. Có con 2024 là đờ đi Việt Nam liên doanh vừa xong nha. À không, hỏi Vespa. Không, cô đang trả lời anh ấy đang ấy. Tài chính mua 13 triệu, có mua được quay đời 2017 không? Cố lên tí, tầm khoảng mấy trăm nghìn nữa là mua được anh nhá. Hoặc là anh em lấy cho em biển tỉnh là ok rồi. Vâng, chú Cường Nguyễn hỏi là quay 110 biển Hà Nội giá như thế nào ạ? Từ tầm khoảng 13 triệu, 12 triệu, 500 trở lên đến tầm khoảng 18, 19 triệu. Tùy xe, đời tùy đời. Đấy, anh em mà muốn lắp muốn xem ở Yamaha Grande. Grande á? Grande mình lên được không nhỉ? Có được. Anh chờ em chờ em một xíu nhá, Grande. Vâng, cháu sẽ bảo bên kia họ sẽ mang xe xuống cho các bác. Và bây giờ cháu xin phép được lên một em Viva cho các bác đi ăn đi làm nhá. Suzuki Viva nói về đời 2003 cho em. Vâng. Sẽ về độ bền không phải nói là đây, bật lên. Đức ơi, cho chị con Grande Suzuki Viva anh em nhá. Zin này anh em nhìn, Mayer Zin này thụt vẫn còn nguyên zin. Tâm nan này anh em nhìn, tâm nan vẫn còn vàng. Đây. Ôi, lốp thì đương nhiên là thay rồi, đời 2000 mấy giờ thì. Còn lốp thì khác gì zin Thái mới lại quay Thái đâu. Đây này anh em này, xem tâm gì nhỉ? Yếm áo này vẫn còn nguyên zin anh em ạ. Xe vẫn còn dán ni lông cả xe từ mới luôn. Ra máy còn nguyên zin. Đấy, anh em nhìn đồ đàn này. Hụt nhá. Anh em nào quan tâm những cái dòng Viva mà đang hỏi Viva muốn giật, muốn đẹp để đi, những cái dòng này ngày xưa em thấy anh em hay mua những dòng này để giật lên spa, giật lên spa lắm. Vâng ạ. Đấy thì cân đối cho em xe này, có thể anh em mua về đi ăn giá thì vừa phải cho anh em thôi. Vâng. Biển số là 29P49773 giúp con nha. Xe máy em nó vẫn nổ đấy ạ. Viva để cho anh em 8 triệu 2 anh em ạ. Nhưng mà thôi em cân đối làm sao để giá tốt nhất cho anh em 8 triệu đồng mọi người nhé. Một chiếc Viva. Đấy anh em. Rồi em kiểm tra này. Đây này anh em, từ cái IC này, tất cả cái IC vẫn còn nguyên zin mọi người. Thường thường là Viva ấy, Viva là anh em biết là những cái dòng IC này mà còn nguyên zin thì cũng không nhiều đâu đúng không ạ? Để cho anh em 8 triệu nha anh em nhá, để em cân đối. Tại vì giá thực ra để bán ra là anh em đang lên giá là tầm khoảng hơn 8.500.000. Nên cố gắng làm sao em live stream, em sẽ cố gắng cân đối tốt nhất có thể cho anh em, để cho anh em 8 triệu đồng. Ở 2003 anh em nghe này, tiếng máy hộ em này. Máy anh em nhìn nhá, đồ đạt này. Máy rất là đẹp, căng luôn. Quay cho cô cái da máy đằng bên này. Đức ơi. Ốc bác này, siết toàn này. Không, chưa làm anh em ạ. Bô bèo này. Đấy, máy vẫn đang nổ anh em nhé. Vâng. 8 triệu đồng cho anh em nào thích một chiếc Viva đi ăn đi làm rồi đắp. Đi ăn đi làm được nha anh vâng, em ạ. Hoặc là các bác mua về giật lên chơi cũng được luôn nha. Đây, có chú hỏi là có X-Size nào không? Chú có thể thêm luôn cả cái đời xe hoặc là cái tầm giá tiền mà chú muốn mua được không ạ? 8 triệu anh em nhá. Lên trên kia like đi con ạ. Anh trên này đeo khẩu trang lên đây cũng được. Nhà mình có future 2023 không cô nhở? Ơi, nhà mình còn future 2023. Không còn rồi anh ơi, future to 2023 hiện tại là đèn LED em không đang không còn rồi. Chủ Chiến anh Trần hỏi Zin Việt, nhà Zin Việt. Zin Việt vừa xong em bán ra 20.500.000 đấy, 2004 anh ơi. Em Dung ơi, cửa hàng mình có con Zin Thái hay Zin Việt biển 36 không? Em còn một con Dream Việt biển 36. Hình như là bên em đang bán ra với giá là 21 triệu thì phải.
anh Đặng Hải có thể inbox trực tiếp cho các bạn nhân viên online giúp em để các bạn ấy gửi lại hình ảnh cụ thể cho anh hộ em mới nhá. Cảm ơn anh Đào Quang rất là nhiều. Đây em anh em cho em xin nút chia sẻ, động viên tinh thần hai cô cháu. Nói thật với anh em là đeo khẩu trang mà nói nó hít vào hít ra khó chịu kinh khủng. Nó khó chịu các bác ạ. Nhưng mà về thôi để đảm bảo cái sức tinh khỏe thần bắt buộc phải thế á. Rồi cái tinh thần làm việc vẫn rất là cao anh em ạ. Quan trọng cái năng lượng anh em nhá. Sản phẩm bên Hoàng Kiên anh em biết rồi, riêng về sản phẩm chất lượng uy tín thì là hàng đầu cho em rồi. Em chỉ cần giới thiệu hiện tại sản phẩm đang có mặt tên bên nhà em thôi. Anh em nào đang có nhu cầu tìm mua thì mọi người có thể tham khảo, hoặc anh em nào gần có thể qua trực tiếp 52 Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội giúp em mọi người nhá. Đây rồi lại tiếp tục một chiếc xe S 150 2017. Đấy. Vâng ạ. 2017 CVS. Đi được hơn 1 vạn cây rồi ạ. Anh Kim trong khác trong team ơi, form này đẹp nhất trong tất cả các dòng SH trừ xe nhập khẩu nhá anh em nhá. Mua xe tặng người để ok luôn. 2017 150 cho em bản LED 2 tầng, anh em nào đang tìm mua cho em có thể cân đối cho em form dáng này mọi người nhá. Form dáng này với bọn em có rất là nhiều kinh nghiệm để bán hàng những dòng SH thì dòng này là dòng mà bán được rất nhiều các anh chị em ưa chuộng form dáng. Đấy còn form dáng mới thì em không nói, form dáng mới thì có anh em thích và có anh em không thích. Nhưng để tìm mua và hiện tại số lượng bán ra nhiều nhất là form dáng này. Đấy anh em có thể quan tâm cho em một dòng xe 150 2017, quay một vòng cho cô. Vâng ạ, đây Vision em nhiều anh em ạ. Vision nhà cháu rất nhiều. Đây, SH giúp cháu nha, phanh CBS đây ạ. Đời 2017 nha các bác ơi. Đây các bác sẽ chú ý đến giúp cháu này. Có thể là bác nào chú ý đến nước sơn. Đó, nước sơn em thì không sao cả. Chủ xe đã giữ gìn rất là kỹ. Đây, các bác sẽ để ý những cái khớp này. Đó, nó cứ nhìn kịp nhau. Đó. Nhà cháu đảm bảo những dòng SH này là đi nhà cháu không mua những dòng xe mà tai nạn hay ngập nước đâu nha. Đó, đây những dòng xe cao tiền rồi nên các bác là đảm bảo an toàn 100% luôn. Rồi. Số 29N1743 đây ạ. Ra lâm anh em nhá, từ đôi ra máy này anh em này, ra máy vẫn còn nguyên zin này. Đấy, ốp bầu lọc gió vẫn còn nguyên zin, chưa bị sấy xước này. Đấy, anh em nhìn thụt này. Đấy, thụt vẫn còn nguyên, anh em nhìn củ lát đẹp không? 2017 anh em đừng đáng ngại nha mọi người nha. Quan trọng là chủ cũ người ta đi nhiều hay đi ít. Đấy, để con này cho anh em là 68.500.000 150 2017 cho em mọi người ạ. Đấy, form dáng đẹp. Anh em nhìn phím công tắc của em này, tay cầm nha anh em nhé. Tay cầm này, phím công tắc của em vẫn còn đẹp căng luôn. Anh em nhìn độ sần. Đấy. Gờ gáy nguyên zin luôn. Cam kết không đâm đục đổ vỡ, không ngập nước anh em nhé. Đây nhìn độ sần của em này. Đấy, quan trọng để mà những anh em bán hàng mà để quay chi tiết từng độ sắc nét như này em nghĩ rất ít, chỉ có Hoàng Kiên mới làm được điều này thôi. Đấy em khẳng định với anh em là như vậy đúng không ạ? Đây ốc này, năm sản xuất, trên là còn lốp không? Lốp còn zin theo xe anh em ạ. Đấy. Chờ em một tí em kiểm tra. Đây. Tuần thứ 29 năm 2017. Đấy. Lốp còn nguyên zin theo xe nha anh em nhá. Để cho anh em là 68.500.000. Form dáng đẹp anh em nhé. Riêng cái form dáng này em khẳng định với em đi là thích, đi là kết. Đấy, 2017 form dáng đẹp, mặt lát 2 tầng. Vâng, chị Tuấn Áo Minh Anh hỏi là không sang tên có bị phạt không ạ? Không sao anh em nhé. Chị có thể mua xe này về và đi cũng được. Nếu mà các anh chị cẩn thận hơn, muốn sang tên đổi chủ để đi chính chủ xe mình đều được, em đều hỗ trợ nha. Về phần phí cước, dịch vụ thì em mong là các anh chị sẽ chi trả giúp em này. Rồi em hỏi luôn. Văn Sinh hỏi là Suvi 3 8 triệu có bao ship không ạ? Em chưa bao ship đâu. Anh em nếu mà lấy thì gần ở trong khu vực Hà Nội thì em có thể hỗ trợ một xíu. Còn nếu mà anh em ở tỉnh thì anh em hỗ trợ em một xíu mọi người nhá. Máy ngon cực kỳ luôn. Riêng con Viva đấy em khẳng định với anh em luôn. Máy ngon lắm, hiện tại là ni lông vẫn gắn cả xe đấy ạ. Con này là bao nhiêu nhỉ? 68.500.000 đúng không ạ? 150 anh em xác định cho em là 150 nhá. Nếu mà 125 thì cũng chỉ hơn 60. Hơn 60 thôi nhưng mà con này lại rất là hợp lý. Em mua của dân được hợp lý, chính chủ vân tay đầy đủ. Đấy ạ. Nó không nổ nhỉ? Hết xăng hay sao ấy? Cho em một xíu, em đổ máy cho anh em nghe. Anh em nhìn qua độ sần của em. Ui trời, đẹp không? Anh em nhìn độ sần này, cái gai sần nó lên căng thế này này, anh em nhìn này. Tại vì dân người ta ít đi, người ta ít bị bào mòn, ít bị va quệt vào nhau thì nó đương nhiên là cái độ sần nó rất là cao. 68.500.000. Hết thẳng đức bề mầm, hết thẳng. Vâng, anh em nào quan tâm. Chú Tùng Anh có hỏi là trả góp trực tiếp qua cửa hàng được không hay là phải qua ngân hàng? Vẫn phải qua ngân hàng anh em ạ.
Đúng nha, thì cửa hàng nhà cháu nói chung là mình không đủ chuyên môn ạ. Nên là mình phải nhờ một bên thứ ba chuyên nghiệp hơn. Có biển tỉnh khác không? Em có rất là nhiều biển tỉnh khác anh em ạ. Biển anh em biển tỉnh khác bên em nhiều nha anh Hoàng Vương nhá. Xe tay ga màu trắng là xe Vision. Vision ạ. 68.500 đảm bảo với anh em là sơn máy còn zin. Sơn zin. Đấy, có cái yên này này, anh em này. Quay gần cho cô, quay gần cho cô. Biển 29N1 Gia Lâm giúp con 59743. Sương yên nó nhắc nguồn cái zin này. Đây. Test sản phẩm, test bên Hoàng Kiên. Kỹ càng rồi. Tay sách thay. Vâng. 685 anh em nhé, 150. Vâng. Thôi em đổ, máy thì muốn lên xem xe Vision đấy ạ. Đây. Chờ em một chút ạ. Máy móc thì cam kết với anh em nguyên zin, không đâm đụng đổ vỡ, không ngập nước hết dầu. Cái đấy là bên Hoàng Kiên là khẳng định với anh em là chuẩn chỉ về cái vấn đề không tai nạn nha anh em nhé, không tai nạn, không ngập nước. Tại vì bản thân bên em bán ra thì bọn em có bảo hành cho anh em đầy đủ rồi. Thôi chờ em một xíu em đổ máy lại cho anh em nghe luôn. Vâng, có chú Chiến Trần cho em xem con zin Việt 2012 với ạ. Zin Việt 2012 trong nhà mang ra cho chị. Yeah. Thế anh liên hệ trực tiếp với số online bên em để anh các bạn đi gửi hình ảnh lại cho anh em nhé mọi người nhé. Vâng, giày chuỗi nữ có zin, có đồ rim biển 81 không? Hiện tại không anh ơi. Đây anh em nghe tiếng máy hộ em này, rít rít luôn. Bao cho anh em test luôn mọi người nhé. Riêng anh em dẫn thợ đến đây em bao test luôn. Riêng những cái dòng sản phẩm bên em đã khẳng định với anh em là uy tín và chất lượng rồi. Đây, mọi người nghe tiếng máy bên. 68.500, 150, 2017 anh em nhé. 2017 ạ. Rồi. Anh CBS giúp con. Chú Hiếu có hỏi là 13 triệu mình có Way 110 không ạ? Có anh ơi, Way 110, Way giới đích cũng có, Way 110 cũng có. Rồi một chiếc Dream. Chú Hiếu có thể liên hệ số hotline nhà cháu để trên bio giúp cháu nhá. Ừ, Dream. Nhà cháu sẽ xin phép lên cho các bác một em Dream đây ạ. Dream Thái anh em nhá. Một em chiếc đến từ 88 Vĩnh Phúc ạ. Anh em Vĩnh Phúc đây rồi. Anh em nào có anh em nào Vĩnh Phúc ở đây không ạ? Cho em xin phép được gửi lời chào đến tất cả anh chị em Vĩnh Phúc nhá. Nào Vĩnh Phúc mà tìm mua những chiếc Dream giá vừa phải thôi ạ. Giá vừa phải đi ăn đi làm đều được. Vâng, một em Dream 1997 cho em. Rồi. Đời 1997 nha anh em nhá. Chiếc đời em còn một con xe Dream đẹp, cao tiền. Chút em sẽ báo với anh em Đức BMW lên. Còn con xe này giá thành rất là hợp lý vừa phải. Anh em nào đi ăn đi làm Grab xe ôm đều được. Hoặc là anh em chở hàng cái dòng này đều ok. Anh em nhìn ra máy vẫn còn nguyên zin này. Tem vẫn còn nguyên nhưng mà thôi nó là cá rô đớp rồi. Theo thời gian anh em nhé, không thể tránh khỏi được. Đây, càng hộp xích nguyên zin. Tam nan vẫn còn nguyên zin theo xe này. Hiện tại xe vẫn đang nổ. Đời 1997 anh em nhá. Lên biển 5 số thì là được sang tên đổi chủ rồi. Đấy tem này. Tem thời ngày xưa nó cũng có bạc theo thời gian, không thể tránh khỏi được ạ. Bô xe 100, bô thân hòa. Da máy còn nguyên zin anh em ạ. Đây anh em nhìn tôi da máy này, da được cái da máy con này rất là yêu nha anh em nhé. Đấy, tiếp tục đầu bò. Thực ra những xe này thì anh em là máy thì chạm rồi, nhưng được cái là bây giờ thời điểm này chạm chất. Mayer này, tâm nan cũng còn nguyên zin rỉ theo thời gian. Đây tiếp tục bên này. Cũng không thể tránh khỏi được, tại vì giá thành bây giờ thì em bán ra giá rất là hợp tình hợp lý cho anh em. Có 17.600.000 thôi. Một chiếc Dream Thái đời 1997. Thôi cũng có được cái gầm này, cũng có được làm sạch sẽ ngon lành cho anh em rồi. 17.600.000 thôi, đi ăn đi làm. Vâng, biển số là 88L1 này 42263 giúp con nha. Ờ 17.600.000 cho anh em nào cần một chiếc phương tiện đi lại nhưng mà được cái vẫn ngon anh em nhá. Xe máy ơi, em nó vừa nổ thôi ạ. Nổ mãi thôi. Anh em nghe tiếng máy của em. Rất là vừa, hàng vừa thôi. Xuất sắc thì anh em xác định cho em tầm trên 20. À trên 30, trên 40. Còn hàng vừa đấy anh em đi ăn đi làm, có phương tiện đi lại và cần một chiếc xe rim cứng cáp đẹp đẽ, anh em cân đối cho em xe này. Vâng, 17.600. Chú Văn Điểm nha, chú bảo là cô cháu mình tả xe hay quá. Rồi. Chú Thúy Đoan muốn quay lốc máy, quay lại lốc máy giúp con với. Đây, lốc máy em nó đây nha. Rồi.
cháu quay rất là chi tiết rồi ạ, 17.600.000 thôi nha. SH 2019 bao nhiêu chị đòi bao nhiêu? Anh em lấy 125 hay 150? Vâng ạ. 125 thì anh em tầm xác định tầm cũng trên 60 và trên 70. Còn nếu mà 150 đời 2019 tầm trên 8 trên 7 cũng vẫn có. Tùy xe. Còn nếu mà bản sần anh em xác định cho em tầm hơn 80 triệu, 90 triệu cũng vẫn có luôn. Anh Đức nhá. Tại vì những cái dòng xe đấy nó vô giá lắm. Nó không có một cái giá nào nhất định cả, tại vì là nó ăn nhau theo đời, theo xe đi ít hay xe đi nhiều. 2019 là 125, 2019 150. ABS và hay là CVS. Đấy là cái giá dao động của anh em để cho em cái xe chính xác của anh em đang cần. C hay là A 150 hay 125. Bác Ngô Văn Sinh vâng, hỏi là anh em à. Chú Sinh chủ có hỏi là con Suzuki 3 ship vào Nam chú phụ cửa hàng 500.000 có được không ạ? Ship vào Nam. Được anh ơi, được anh ạ, được anh ạ. Đâu? Chú Sinh được. Đây. Chú Sinh liên hệ luôn số hotline nhà cháu để trên bio giúp cháu nhá. Nếu mà về Hà Nam à? Về vào trong Nam cơ. À vào tận trong Nam á, để em kiểm tra xem là con đấy con Viva. Viva nhà con bán ra là 8 triệu đồng đó. Ừ. Đợi em một tí nha, em kiểm tra xem Viva xem bao nhiêu tiền. Đâu nhỉ? Viva trên ở gần đoạn đi gần. Đây rồi. 8 triệu và 300 nghìn. Không hỗ trợ được nhiều như vậy. Anh cố lên tầm khoảng 300 nghìn nữa cho em. Cho em thêm 300 nghìn nữa thì em tại vì như là ship miền Nam 1 triệu đấy, em sẽ cố gắng cân đối là em hỗ trợ anh thêm 200 nữa. Vâng. Anh nhớ. Đức Anh Trần có hỏi nhà mình còn Vario nhà cháu hết mất rồi ạ. Chị Loan hỏi Jim Thái còn Jim không ạ? Máy chạm rồi, con này máy chạm rồi. 17.600.000 thì anh em có xác định dưới 20 triệu để máy Jim ít lắm, không có nhiều đâu ạ. Vâng ạ. Anh em phải xác định cho em tầm trên 30, nếu mà Jim Thái tầm trên 30 hoặc 27, 28 triệu trở lên thì anh em xác định cho em máy Jim, đồ nó còn bình thường. Chứ còn nếu mà tầm mười mấy triệu anh em đừng bao giờ hỏi cho em máy zin. Nếu mà còn máy zin thì hình hải cực kỳ xấu. Đấy. Rồi tiếp theo một chiếc lít anh em nhá, bản xin ông. Lít bản chào các mẹ, các chị đây ạ. Đời 2017. Triệu có anh em ạ. Triệu 2017. 2017 màu xanh than. Xanh tím than. Xanh tím than. Màu này là kể cả các bác nam giới cũng đi được giúp con nha. Đó, một dòng xe gia đình, dòng xe siêu thông dụng. Và riêng những cái dòng xe Honda này đó, các bác mua về và yên tâm nó về cái khấu hao từng năm các bác đi sẽ không có quá là nhiều. Các bác có thể thấy là từ biển đẹp anh em nhá. Này của nó rất là khít nhau này. Độ sần của em nó còn đẹp nha. Để bên ngoài đó, không mụn mà. Biển đẹp không? Anh em nhìn biển đẹp không? Biển. Nhà cháu đã quay rất là chi tiết rồi, biển số là 29M157986 nha. Chính chủ vân tay đầy cho anh em luôn. Phát lộc phát ạ. 27.300.000 cho em. Một chiếc xe lít đời 2017. 27.200. 27.200 anh em nhìn này, tay cầm vẫn còn nguyên zin anh em nhé này. Tay phanh nguyên này, anh em nhìn phí mộ em, anh em mà là mơ nếu mà anh em nào đang tìm mua một chiếc xe lít thì giá tầm dưới 30 triệu anh em có thể xem xe này, em khẳng định anh em ngon zin đét đèn đẹp luôn mọi người. Tay phanh chưa bị đâm đụng, chưa đổ vỡ này, gờ gáy này 2017 chuẩn chỉ, yên áo vẫn còn nguyên zin. Đây yên áo còn nguyên zin anh em nhá. Đây anh em nhìn độ sần này, cái quan trọng anh em nhìn từ gờ gáy, từ cái tất cả mọi thứ nó khít khịt luôn. Khi mà đâm đụng ấy thì tất cả mọi thứ nó dồn thì nó sẽ không bao giờ còn khít thế này. Đấy, cái gờ gáy nó không bao giờ còn khít thế này, tất cả những cái gờ này đấy nó sẽ bị xô lệch cong vênh. Đây gờ gáy nó zin hết anh em nhé. Đây anh em nhìn này, xe vẫn đang nổ từ yên áo này. Tay sách thì có được bắn tỉa, tại vì những cái dòng tay sách này anh em quệt nhiều, cầm nhiều, mồ hôi nhiều thì đương nhiên nó sẽ bị han, bị bạc đi theo thời gian, không tránh được anh em ạ. Không xem nó cốp để thì siêu rộng rồi nha. Và riêng là đặc thù các mẹ bỉm sữa này hoặc là ông bố bỉm sữa, các anh chị sinh đây. Viên phải đi mua đồ. Quay cái mặt, quay cái biển số xe, anh em nhìn biển số xe 27.200.000 cho anh em nào thích một chiếc xe biển 57986. Đấy, 57986. 2017 cho em nhá. Cam kết khẳng định luôn với anh em con này là chất của lượng luôn anh em ạ. Vâng. Máy đây mắc là thì bản khóa smart key nha chú ơi. Ừ, khóa mắc cây chứ. Vâng, có cả chìa khóa hiện ở trên này thì chắc chắn là khóa smart key phải người ta độ thêm đâu ạ.
Cửa hàng nhà cháu là ở 52 phố Chùa Hà nha chú. Bản xin ông 2017 form dáng mới anh em nhé. Form dáng mới cho em, tất cả mọi thứ còn nguyên zin trừ tay sách bắn tỉa. Đấy, máy móc còn nguyên zin. 27.200.000 của anh em nào quan tâm thì inbox trực tiếp cho bên em. Ơi em ơi, làm cho em con này giá 27.500.000 nha anh em nhá. Anh em nào quan tâm làm cho em xe này, ngon lắm ấy, chất lượng lắm. Xe bự bao nhiêu tiền? Không biết là chú hỏi xe gì nhờ chú nhỉ? Xe bự con đấy là con bự 27.200.000 anh em nhá. Thiếu chờ tầm 10 12 triệu thì anh em có lấy. Vâng, Oddo là hiện con lít là hơn 9.000 cây nha bác ơi. Nhưng mà con đấy đẹp lắm ấy, con đấy có gì mà hiện tại là bên trong nhà đang thi công, hiện tại đang đục đẽo khoan từ sáng từ mấy ngày nay rồi. Bụi anh em ạ, là anh em thông cảm cho em cũng khó chịu lắm, nói cũng mất năng lượng lắm, thế nhưng mà thôi cũng sẽ cố gắng. Vâng. Hít một phát vào nó tận vào trong này, em lại còn bị xoang nữa, cố gắng. Con thấy cũng khá là bụi nên là các bác sẽ thông cảm giúp cô cháu nhà con nha. Đó, nếu mà các bác muốn ngắm cô cháu nhà con có thể là quay lại những cái like trước để xem lại cũng được. Sợ. Cô cháu nhà mày xịn quá mà đi ngắm sản phẩm anh em nhá, bán sản phẩm Hoàng Kiên chỉ bán sản phẩm anh em, đảm bảo anh em là sản phẩm cực kỳ là chất lượng, đảm bảo an ninh tuyệt đối, sản phẩm uy tín. Một chiếc A-Blade cho anh em bản đèn bi. Anh em nhá, một chiếc A-Blade bản đèn bi đời 20 bao nhiêu, 2010 đời chót đời cuối cùng luôn anh em ạ. Ui giời. Này, bản đèn bi tròn vo này. Anh em nhìn mặt mũi pha kính này, màu đỏ anh em nhá, đỏ đen nhá. Zin máy sơn còn zin này anh em nhỉ. Sơi xước sát một tí nhưng thôi kệ, không tính. Em sẽ review con này cho anh em, một chiếc xe 2015. Tay cầm hơi xước một tí nhưng mà thôi, 2015 đến tận bây giờ vẫn còn nguyên zin đến tận bây giờ đây anh em biết rồi. Không thể tránh khỏi được, đúng không ạ? Mắt mũi pha kính này, anh em nhìn từ thụt này, vành bánh, vành đĩa này, anh em nhìn tăm tem mác còn nguyên zin. 125 anh em nhá, bản đèn bi sơn vẫn còn nguyên zin cho xe, có xước sát. Nhưng mà do thời gian không tránh được ạ. Tem mác vẫn còn nguyên zin. Con này thì anh em phải xác định là đẹp luôn anh em nhá. Không rẻ đâu ạ, để em kiểm tra xem nào. Không rẻ, nhưng mà biển 22 thì cũng được. Giá thành thì em nghĩ là cũng vừa phải thôi, không em từ biển Hà Nội con này thì cũng ra vấn đề đấy ạ. Tay sách có được bắn tỉa anh em nhá. Anh em nào đúng Tuyên Quang thì làm cho em con này 2015 đời chót. Tuyên Quang. Ừ. 22B184896 giúp con đây ạ. Em này phải công nhận cũng được của nó đấy các nhà các bác. Đó, nhà cháu đã cố gắng quay chi tiết nhất có thể cho các bác rồi. 2015 tháng 11 năm 2015. Chót lọt rồi anh em ạ. Đời chót đời cuối cùng rồi anh em nhìn 2015 tím này. Tím này, mặt đồng hồ tím nét luôn này. Đấy. Gờ gáy này. Anh em xem xe là mọi người phải nhìn từ những cái ốc này, từ những cái gờ gáy này, từ những cái mặt đồng hồ, từ phím bấm này. Đấy. Đây là mình xem xe yên áo vẫn còn nguyên zin này. Đây từ những cái ốc, từ cái ốc này, cái tay sách thì không đáng ngại. Thì những cái ốc này nó sẽ liên quan ốc này này, nó sẽ liên quan đến những cái ốc này. Đấy. Nó còn đẹp không hay là không đẹp thì ví dụ như hai cái ốc này nó xấu, hai cái ốc này nó đẹp thì đương nhiên là thay rồi, nhưng hai cái ốc này nó sẽ cân bằng với hai cái ốc trên này. Đúng không ạ? Đây anh em nhìn yên áo này. Đời chót nha anh em nhá, đời cuối cùng. Tem mác vẫn còn nguyên zin, hơi xước một xíu. Quay gần nữa. Hơi xước một xíu anh em nhá. Đấy. Rồi, tiếp tục. Tem mác này. Rồi, mặt mũi pha kính. 2015 bản chót của anh em là con tâm form này không ạ? Vâng ạ. Em thấy hiểu em hỏi bác nào mệnh hỏa mệnh thổ đây ạ. Biển số là 22B184896 giúp con nha. 17.600.000 anh em ạ. 2015 bản chót bản cuối cùng của form dáng này, lên bản led nha anh em nhá. Form này ở đời cuối cùng xong bắt đầu lên bản led kia. Anh em thích quan tâm cái dòng xe này mọi người biết rồi. Form dáng này. Cô vừa bảo bao tiền nhỉ cô nhỉ? Thôi. Cô vừa bảo con này. 17.600.000. 2015 tháng 11 năm 2015 của anh em nào quan tâm không ạ? Biển Tuyên Quang anh em nhá. Nếu mà biển Hà Nội con này thì xác định cho em 20/20 đấy ạ. Vâng. Đẹp. Máy còn zin. Đấy, sơn thì có sơn tỉa. Có sơn tỉa, mặt trước thì có zin hết, mặt trước là zin anh em nhá. Đấy, tất cả cái này là zin hết này. Có tỉa một tí ở trong này, có một tỉa một tí ở đây thôi. Còn cái này là zin này, từ chỗ này ra là zin. Hơi xước sát một xíu thôi. Đấy. 17.600.000 biển 22. Học sinh sinh viên nên lựa chọn những dòng xe mà thật sự là
chất lượng đã được kiểm tra giúp cháu nha. Nên là các bạn đi xe và sẽ yên tâm hơn. Cốp để đồ rộng để được iPad in luôn ạ. Có AB 2016 không chị? Có anh Hoàng Đông ơi, bản LED đấy. Nếu mà anh em muốn mua form dáng LED thì sau đời này thì sẽ lên một form dáng đời đầu, đời 2016 LED đời đầu. Tầm khoảng hơn 20, tầm 24-25 triệu, 24-25 triệu tùy xe. Anh Hoàng Đông nhá. Có chị Dung Loan có hỏi nhà mình có zin Thái zin không ạ? Tầm 40 triệu. Có con tầm hình như 60-70 triệu thì phải. Chút nữa em lên cho. Vâng, nếu mà chị Hoàng Long muốn xe mo nhanh hơn có thể liên hệ số hotline Dung cho em. Anh con Win đỏ của anh của Hưng cái. Anh thích con đấy à? Con đấy cao đấy. Con đấy tí nữa em liên hệ với anh xem nào giá như thế nào em sẽ báo anh nhá. Anh Hoàng Gia Long nhá. Anh Hoàng Gia Long còn ở đây không ạ? Nếu mà anh mà ưng con đấy, hiện tại là anh Kiên với lại anh Hưng đã giao dịch với nhau rồi nhưng mà chưa thành công về giá. Đấy, anh lấy được giá như thế nào anh inbox trực tiếp ở đây cho em để em báo, nếu mà ok được tí nữa em sẽ liên hệ trực tiếp anh Hưng xem còn xe không thì em sẽ gọi anh đến để anh giao dịch luôn. Hoàng Kiên lại đưa đò tí anh em nhá. Rồi, Grande đây, nãy anh em hỏi Grande đây. Future 2024 giá sao ạ? Không còn con nào bản LED hay không còn con nào. 2024 tầm bây giờ phải trên dưới 30. Con xin phép được lên cho các bác một em Nova Grande đây ạ. Các mẹ các chị, thực ra là các anh đàn ông một dòng xe gia đình cũng là khá là thông dụng, như em này là của Yamaha giúp con nha. Grande màu các bác thủy mạnh mộc đây ạ. Grande còn đối thủ cạnh tranh với cả Lee giúp con, biển số là 29C1 Hoàn Kiếm 46215 đây ạ. 2015 để cho anh em 19.500.000. 2015 nhá anh em nhá, màu xanh tím. Màu xanh tím trông thôi cũng 2015 thì nó cũng là hàng vừa tiền. Em còn con hơn 40 cơ. 2023 2024 xe bản mới nhất, bản sần mới nhất màu vàng. Sần. Con này thì giá vừa phải cho anh em, xe nào mà mua đang cần mua. Xe tầm khoảng dưới 20, anh em cân đối cho em xe này. 2015 19.500.000 đấy, vừa form dáng đẹp này, vừa to này, của Yamaha thì anh em biết rồi, chất lượng máy móc thì rất là bền bỉ đấy. Của Yamaha thì form dáng thì đấy, nó như vậy. Anh em thích thì mọi người có thể eBay trực tiếp cho bên em mọi người nhá. 19.500.000 đời 2015 cho em. Rồi anh em nào còn ở đây cho comment cho em để em chào anh em cái nhá. Vâng. Đình hỏi xe cúp đầu Vinh không lấy trả lời. Chúng anh Tiến Dương xem Grande màu trắng hoặc đen đấy ạ. Cúp đầu Vinh em có nha anh em nhá. Cúp đầu Vinh trong nhà có con tầm hơn 6 triệu thôi. Hơn 6, hơn 7. Hiện tại anh em nay đi đâu rồi hay là do bọn em đeo khẩu trang nên em làm hai củ. Cái con gì nhỉ? Con Win của anh Hưng nghe anh Hoàng Long anh đang bảo anh inbox trực tiếp cho em đi anh nhá. Hai củ hay ba củ thì thôi anh em cố gắng cân đối. Vâng, chú Minh Tiến bảo là có con Grande màu trắng hoặc là màu đen không ạ? Chú thích màu trắng có màu đen, đen có đen có ghi xám này anh ạ, hơn 4. Vâng, xám. Chú Tiến liên hệ luôn số hotline luôn giúp con nha. Nếu mà hôm nay mà cháu với cả cô Dung chưa xong ạ. Thôi được rồi, con xin phép được lên cho các bác một em à. Em hỏi xe cúp đẹp tí hả anh? Xe cúp đẹp tí thì tầm hơn chục anh ạ. Cúp đấy là cúp đời 81, đời đầu đấy anh nghe nhá. Chú Dubai bảo là dòng này đi mà nhanh xuống sắc lắm. Các em thoải mái đi. Không đâu chú ơi, riêng về chất lượng của Yamaha nha. Thật sự là kể cả bạn cháu đi rồi, lấy đà đi cho mạng lên, đi 4 đến 5 năm rồi nó vẫn rất là chi là ok. Các bác chỉ chú ý này là sẽ đổ, à sẽ thay dầu. Nếu mỗi khi các bác đi được 1.000 đến 1.500 cây ạ. Các bác chăm xe một chút thì xe nó đi bền bỉ lắm. À, anh Đình Dương muốn mua 40 triệu à, 35-40 triệu thì anh phải chờ em nhá anh nhá. Phải chờ em mới có. Vâng ạ. Em chú, ơi. Chú Phương Trời à, chú ở Hải Dương có sang tên được không? Dạ nhà cháu hỗ trợ sang tên là Hải Dương nha. Về phần phí thì chú có thể hỗ trợ giúp cháu ạ. Cho chú xem con, cho anh xem con Vision. Anh có xem con Vision ạ? Vâng. Sau con này thì em sẽ lên con Vision cho anh nha. Rồi, 2023 anh em ạ, 2.000 cây, phanh ABS cho em, màu đỏ anh em nhá, dành cho các anh chị em nào thích những cái form dáng gọi là đời mới, sang chảnh. Vâng. Giá thì cũng không phải là rẻ, tại vì những cái dòng lướt lát đấy anh em biết rồi, Honda nó không rẻ đâu ạ.
dòng xe máy hạng sang luôn giúp con nha. Rất là nhiều các bác thích S21 đời mới này, tại vì cái thiết kế của nó anh quay ngang này thì sẽ ok hơn. Đó, quay thôi. Đó, màu đỏ đô rất là chi là sang chảnh luôn giúp con nha. Đấy, chủ cụ đã đẹp tẹp gọi là cái ốp carbon. Biển số là 29L563765 giúp con ạ. Rồi. Các bác nhìn độ phần này còn rất là đẹp luôn nha. Tay sách chữ trước của nó còn rất chi là chuẩn chỉ. 64.800.000. Máy nhà con vẫn nổ ạ. Các bác yên tâm là những dòng này phải rất là chuẩn chỉ nhà con mới mua. Hai khóa smart key đầy đủ. Đi được 2.000 cây. 64 triệu 500 nghìn anh em nhá, 2.000 cây anh em phanh Nga biết. Bản 2023. Thực ra những cái dòng xe này anh em biết rồi, nó là hàng lướt nên đâm ra là anh em cố gắng cân đối nhá mọi người nhá. Mọi người đừng mắng hỏi em. Vì bạn những cái dòng xe mới này mọi người biết là đăng ký là hơn 70 triệu. Đúng không ạ? Con này chạy được có 2.000 cây thôi, phanh Nga biết thì bên em đang bán ra với giá là 64 triệu 500 nghìn. Có thu cũ tắt không ạ? Tức là có anh ơi. Có đến tận nhà mua. Đến tận nhà mua được nha chú ơi. 64 triệu 500 nghìn. Rồi tiếp theo anh em đi ăn đi làm. À quên, học sinh sinh viên. Quên, 50cc Elite đây ạ. Một cái dòng xe mà bản thân con em đi, bản thân Huệ là người đi. Vâng. 3 năm cấp 3. Không phải sửa chữa, không hỏng vặt anh em ạ. À, đấy. Con kia là bao nhiêu tiền nhỉ cô nhỉ? Con gì? Con SH thôi. 64 triệu 500. 64 triệu 500 cho bác ạ. Rồi. Chú hỏi con Winner V4 ABS HRC bây giờ giá bao nhiêu? Không còn, nhà em không còn con nào. Hiện tại nhà em không còn anh ạ. Con này là Elite 50cc dành cho các bé đi học không cần bằng. Đúng rồi, màu đỏ. Hoặc là các mẹ các chị nào mà tay yếu này không muốn đi xe, không có nhu cầu đi xe phân phối quá cao nha. Phân phối quá cao. Elite rất là dáng nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, kể cả các bạn có 1m5 cháu thấy là đi rất chi là phù hợp, không rồi. Quá là cao cho mình. Đi rất là an toàn, biển số là 27AA0338. 2018 anh ạ, biển Điện Biên nha anh em nhá. Nhưng mà thôi, 50cc thì theo em nghĩ là anh em cũng cố gắng cân đối, không quan trọng lắm đâu. Đúng ạ, vì là nó là 50cc. Để cho anh em 14 triệu mua cho các con. Hiện tại xe này đăng ký vào 27 triệu mọi người nhá. Đời 2018, hiện tại công tơ chạy 1.9 chỉ cho em. Elite của SYM này mọi người biết rồi, gương lược, mọi thứ đầy đủ cho em ạ. Đấy, 1.9 để cho anh em 14 triệu mua cho các con đi học. Chìa khóa vẫn còn logo. Vâng. Các bác đầu tư cho các em một dòng xe, à một chiếc xe hãng luôn đi ạ. Em đi một vài năm xong rồi mình bán lại, hoặc là mình vẫn để mình đi cho mẹ mình đi, và mình đi vẫn được nha. Vâng. Dòng này thì em tán đi thôi mọi người ạ. Vì nó thứ nhất nó nhỏ, nó gọn. Nó đi lại nó rất là nhẹ nhàng, đi chợ, đi búa, đi chơi cà phê. Ok. Đấy, còn các con đi học những cái dòng này nó vừa nhẹ nhàng này, nó vừa đỡ phải tốn xăng. Cốp tiếc cũng rất là rộng cho các bé. Các bé gái tưởng tượng là hay mặc quần đùi, hay mặc váy đi học. Đúng không ạ? Thế là các bố các mẹ cố gắng cân đối nhá. Về tài chính của mình, mọi người có thể cân đối cho em giá này. Để cho anh em là 14 triệu đồng một chiếc 2018 Elite 50cc dành cho học sinh sinh viên không cần bằng. Các bố mẹ cũng được, các chị em cũng được. Ok, em Hồ Nguyễn. Anh em mà quan tâm cho em những cái dòng này thì mọi người có thể inbox trực tiếp cho em. 14 triệu đồng mọi người nhá. Rồi, một chiếc xe Liberty đi ạ. Màu cam của một bà chị rất là xinh gái, siêu xinh gái đây ạ. Màu cam cả rốt ạ. Hôm vừa rồi thì anh em biết rồi, em mua xe, anh kia anh mua xe này cũng gọi là đưa lên và đặt xuống 3 lần mới mua được. Bản thân nó rất là đẹp. Bọn em mua là bọn em mua cái giá trị xe đẹp. Thế còn biển số thì thực ra là biển số xe này nó không đẹp, nhưng cái chất xe nó rất là đẹp. Con quay cho cô một vòng. Nhanh lên. Đây, mặt em nó rất là xinh nha. Về vẻ bề ngoài của em nó này, thực ra là con thấy là chưa xuất sắc gì đâu. Đây, anh em nhìn mặt mũi pha kính hộ tôi này, bản ABS hộ tôi. ABS anh em nhá, ABS. Xe này nó thật đưa lên đặt xuống mãi mới mua được, mà mua về lại để đây. Chưa có các anh em nào yêu thương được. Rồi, quay cái mặt trên.
dập logo của Biazone, nhà sản xuất vẫn còn nguyên zin anh em nhá. Anh em nhìn độ sần hộ em này. Em nhớ không nhầm con này là bán ra hình như là 37 triệu thì phải. Nhưng mà để chút em kiểm tra lại giá chuẩn anh em nhá. Độ sần rất là căng ạ. Đấy, từ yên áo này, căng nick này. Đây. Rồi, anh em nhìn yên áo này. Căng nick luôn. Rồi, tiếp tục. Zin, máy zin. Da máy còn nguyên zin. Anh em nhá, da máy còn bản ai ghét này. Thực ra cái bản này là hiện tại bây giờ đến bản đời mới bây giờ vẫn là bản này. Chưa thay thế anh em nhá. Củ máy, củ láp rất đẹp. Da máy thì cũng hơi bị xước xát một tí nhưng đấy là con gái đi. Anh em nào mà xem xe này rồi, bọn em mua trực tuyến, co đi co lại thôi. Biển số anh em mà không quan trọng biển thì có thể cân đối cho em xe này nhé mọi người nhé. Vâng ạ, biển số là 29P192249 giúp con. Hoặc là các bác mua về nếu mà các bác có nhu cầu sang tên đổi chủ luôn, nhà cháu đều có thể hỗ trợ đấy ạ. Đó, DVTS giúp con. Đó, màu cam cà rốt siêu nổi bật, dành cho các anh chị nào thích nổi bật giữa đám đông này. Đó, đèn pha ABS vẫn nháy. Đây là nhảy, nó nháy không có vấn đề gì đâu. Xe nhà con vẫn nổ luôn nha. Gọi là đây là giá muốn được bán ra là hẳn 39 triệu cơ. Nhưng mà ngày hôm nay em sẽ giảm giá cho anh em, để cho anh em 37 triệu. Anh em nhá, biển 29 Hà Nội, biển P Cầu Giấy luôn ạ. Tặng luôn cho các bác hai em gương này. Vẫn để đây, các bác lắp, không thích thì thôi. Đấy, 2021 hơn 8.000. Thực sự con xe này em nói thật anh em, kéo xẻ mãi mới mua được cái xe này. Đấy, nhiều khi anh em mua khó khăn quá, bọn em về bọn em còn phải bán ra, nên là cũng cố gắng anh em nào mà đang có ý định bán thì thôi cố gắng hoan hỉ giúp bọn em. Lãi thì có lãi thật đấy, thế nhưng mà 1-2 triệu đấy, nhưng mà đấy nhiều khi để kho cũng bao nhiêu lâu rồi, cũng phải đôi tháng rồi anh em ạ, tháng hơn tháng rồi đấy. Con thấy ạ, cũng khá là lâu rồi nhá. 37 triệu đồng một chiếc 2021 cho em ABS anh em nhá. Em nó sang chảnh như thế này, đẹp như thế này, rút hồ sơ thoải mái anh em ạ. Riêng dòng này 150 nhập khẩu em có anh Tuấn Nguyễn ơi, rất là nhiều ạ. Vâng. Làm thông gia với. Hỏi là Vespa nào tầm dưới 20 không ạ? Nhà có đấy ạ. Rất nhiều. Nên anh em làm con Vespa vừa xong nó có 12 triệu thôi. Các chị muốn kiểu trên tầm đấy nhưng mà đẹp hơn một chút ba đúng không? 3 tầm khoảng 20 hoặc 17 18 triệu có chị nhá. Nhà có con 82 87 nào không bạn? Nhìn như là còn một con hay sao ấy. Anh cần một cái tên uống xăng kinh khủng lắm không? Thêm mấy triệu nữa mua con AB. Đây, anh ơi, đây là câu chuyện của những người nào mà thích cái dáng dấp của Piaggio này. Và em, và thật sự đây là máy của bản iGet rồi. Nó đã bản cải tiến hơn so với cả những cái dòng chế cơ hay là IEL ngày xưa rồi nha. Nên là nó không ăn xăng quá là nhiều đâu ạ. Bản này là bản cuối cùng, hiện tại vẫn đang dùng bản này của form mới bây giờ 2024. Bản iGet thì cái kim phun điện tử nó là lọc ăn rất là ít. Piaggio tầm bây giờ không ăn nhiều đâu anh em ạ, tầm khoảng 2 lít hơn 2 lít một tí thôi, 2.3 lít. Cũng nếu mà bằng bản cũng tương đương với cả kiểu hơn Honda Yamaha một tí thôi. Đấy, Piaggio em ạ, một xíu thôi, Yamaha ví dụ như dòng này. Ví dụ dòng này tầm khoảng chưa đến 2 lít. Anh em cứ lòng xe cũ tầm 2 lít đi. Còn xe mới người ta có định lượng này. Đấy, 2 lít anh em mà tầm xe cũ tầm 2 lít. Một Sirius chế cơ anh em nhá, 7.000 cây. Đó, 2022 cho em 7.000 cây. Đây, đời mới cho các bác nha, các kể cả các bạn thanh niên này. Đó, đều lựa chọn cho mình cái này được. Ừ. Mặt pha kính đẹp trong. Đó, dáng rất xe số rồi. Mình không phải tạ quá là nhiều nữa. 2022. Em nói 2022 đến từ 37 Nghệ An. 37C1 23267. 15 triệu anh em nhá, bản chế cơ 2022. 7.000 cây. Anh em nhìn này, tất cả từ sơn zin, máy zin, da máy còn nguyên zin. Từ ốp bơ, ốp beo này, tem mác này. Nguyên zin hết anh em ạ. Đây, tầm nan tầm niếc vẫn còn vàng hoe lên 2022, chưa có gì phải lăn tăn đâu ạ. Đây. Xăng đây. 1,99 lít, tôi cứ tính 2 lít đúng không ạ? 7.000 cây. Bản chế cơ là rất là nhiều anh chị em thích hơn cả bản FI anh em nhé. Từ form dáng này, từ tất cả mọi thứ, anh em đi cái dòng này nó bốc này. Đây, anh tam nan thụt, vẫn còn nguyên zin. Lốp còn zin theo xe anh em nhé, đến kiểm tra lốp luôn. Lốp
7.000 cây mà có gì phải năn tăn đâu ạ. Hoàng Kiên vẫn cứ cam kết về chất lượng cho anh em. Khi sản phẩm xuất ra cho anh em thì là bên em sẽ có đội ngũ đây. Tuần thứ 13 năm 2022 cho em. Đấy, tận 2022 chứ không phải 2021 đâu anh em nhé, cuối mà. Tại vì đăng ký đầu cuối là cuối. Đòi thì 2022. Nhưng mà đăng ký cuối tháng 12 năm 2021. Có Sirius FE không ạ? Ừ. Sirius FE có luôn, nhưng mà giá vừa phải thôi. Không đắt bằng con này đâu ạ. Con này hẳn 15 triệu, con Sirius FE tầm 2016 thì nó chỉ tầm khoảng 13 triệu thôi. 13 triệu thôi. Có con có 10 triệu đồng. Biển tỉnh anh em nhá. Có con kia đấy biển tỉnh mà anh em vẫn bán ra là 15 triệu. Vâng. Thì mọi người biết là có rất là nhiều bác hỏi Vision từ vừa nãy đến giờ mà bây giờ cháu mới xin phép lên được cho các bác nhá. Vision mới 2023. Sáng nay có con quay Thái. Không biết là đã cọc rồi. Cọc rồi đấy sao anh em ạ? Quay Thái 20 chốt. Hỏi Windows V3 dạ nhà cháu rất là nhiều Windows V3 nha. Quên mất hôm nay. Hẹn anh em vào 10 giờ trưa ngày mai nhé mọi người nhá. Liberty. 10 giờ 30 phút trưa ngày mai. Vâng. Chú hỏi Liberty vừa nãy nhà cháu có lên một em 37 triệu bao nhiêu? 37 triệu. 37 triệu màu cam cà rốt rất là xinh đấy ạ. Nếu mà chú thích, chú có thể liên hệ lại bên online giúp cháu nha. Số hotline nhà cháu để trên bio ạ. Đây, bây giờ cháu lên luôn con này nha. Lên luôn con này đi. Vision đời 2023 đi được 1.500 cây chuẩn chỉ luôn ạ. Xe siêu 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 mới, xe vừa mới về nhà con. Chưa kịp rửa dọn đánh bóng gì đâu. Và riêng những dòng Vision này nó đi siêu siêu ít xăng luôn. Có 1,85 thôi. Đi trên 100 cây. Các bác để ý này, đồ sần của nó. Đời 2023 mà các bác. Đồ rất là đẹp. Nhựa nhũ, yên áo của nó cũng rất là đẹp luôn ạ. Biển số là 29V1 92665 ạ. 34 triệu 500 nghìn nha anh em nhá. Thôi một chiếc xe 2023 siêu lướt nhà em. Đấy, 1.500 cây đây anh em ạ. Đây, khóa Smart cây. Màu trắng anh em nhá. Bản sần hoa này mọi người nhìn này, 1.500 cây. Phím này anh em tay cầm tất cả mọi thứ còn nguyên zin. Cam kết không tai nạn, không đâm đụng đổ vỡ, không ăn cắp ăn trộm anh em nhá. Hàng là chuẩn đét luôn từ tay sách này. Đấy, từ nắp bình xăng này anh em nhìn độ sần nó như kiểu như mới cửa hàng lắp ra luôn ạ. Đây, kiên áo này. Đấy, 34 triệu 500 nghìn. 2023 anh em ạ, 2023 anh em nào quan tâm cho em những dòng Vision. Thực ra những cái dòng đời này anh em biết rồi, nó chưa có gì phải lăn tăn cả, tại vì nó chạy có hơn 1.000 cây đấy. Nhiều khi là anh em có nhu cầu mình thay đổi xe này, hoặc anh em cần tiền mọi người bán giải quyết công việc, nó cũng là bình thường mà. 30 triệu hơn 30 triệu bán ra là anh em cũng giải quyết được nhiều vấn đề đấy ạ. Đấy, bên em bán ra là 34 triệu 500 nghìn đời 2023, 1.500 cây. Lốp còn zin theo xe, quay nốt cái lốp cho anh em luôn. Đây, lốp còn zin theo xe anh em nhá. Xe nó còn chưa tròn tiếng cơ. Tối, hơi tối đúng không? Đúng ạ, đây con thấy hơi tối đó. Đây, tuần thứ 18 2023 luôn giúp con nha. Đấy. 34 triệu 500 nghìn, em xin phép đẹp vài comment cho anh em. Hiện tại là bầu trời Hà Nội em thấy nó đang tối tối. Mà nói thật với anh em, đeo khẩu trang mà nói khó chịu vô cùng mà nó mệt. Nó nóng các bác ạ. Em sẽ xin phép đọc vài comment của anh em, xem anh em nào comment ở đây. Anh em cần tư vấn gì, hoặc anh em xem cái buổi live stream ngày hôm nay mọi người không có hài lòng cái gì, mọi người có thể comment ở đây để em với lại Minh Huệ sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc của anh em. Dạ vâng ạ. Đấy. Nếu có góp ý gì cháu và cô Dung sẽ hoan hỉ đón nhận đóng góp của các bác nha. Vâng. Vâng, con này nó thì xin... 34 triệu 500 nghìn. Thực ra là nó là hàng lướt nên âm gian nó sẽ rất là cao. Đấy, mọi người đi xe những cái dòng Honda thì mọi người biết rồi, không bị lỗ nhiều mọi người nhá. Hàng này anh em lỗ hết cho anh em rồi này. Đấy, vừa tiền đăng ký này, vừa tiền tất cả mọi thứ tiền. Từ lắp đặt, từ dán ni lông, ni liếc các thứ con này cành đào. Đấy, okay. Cho anh em biển số xe con này con đọc đúng không? Vâng, biển... À, con chưa đọc 29V192665 cho các bác nha. Vâng, 34 triệu 500 nghìn. Có anh em nào quan tâm thì mọi người cứ inbox trực tiếp cho bên em. Đặt cọc hoặc mọi người có để đến trực tiếp bên em tham khảo mọi người nhé. Giống như là các bác mua một chiếc xe lướt luôn đấy ạ.
hoặc là bác nào không có hộ khẩu ở Hà Nội này muốn mua một chiếc xe đi lại ở Hà Nội để thuận tiện thôi. Rồi. Cho cháu em này nha. Ừ. Có vest à nhầm, có quay 100 nào tầm 7 củ không ạ? Quay 170 không còn. Không còn tầm đấy rồi. Quay 100 anh em xác định cho em tầm hiện tại sáng nay em like có con 13 triệu. 13 triệu. Máy zin màu chú trắng là... 2015. Vâng. Chú 2014. Hỏi là zin tầm 10 triệu không ạ? Trên một chút thôi chú ạ. Tầm để em kiểm tra luôn cho anh em luôn. 10 triệu à? 10 triệu thì không còn con nào 10 triệu. Anh em tầm khoảng 10 mười mấy triệu là có, hoặc là 20 triệu. 17 triệu anh ơi, 17, 14. 17, 14, 15. Vâng ạ. Vâng, có con 15 biển 29S 7573 anh ơi. 15 triệu 500 nghìn anh em nhé, đời 2002. Anh có thể inbox trực tiếp cho bên em hơn chục triệu. Anh em mà xác định lấy chục triệu nát lắm. Mà anh em về dọn chết. Tại vì những cái dòng xe zin mà mọi người biết là khi mà chục triệu thì nó chỉ còn cái xe thôi, gọi là nổ được để đi được thôi. Chứ còn về chất lượng thì em nghĩ là nó sẽ không còn đẹp rồi. Và còn tương đối ok đâu. Thế cứ để cho bên Hoàng Kiên lo cho anh em về chất lượng mọi người nhá. Chắc là cũng muộn muộn rồi. Em xin phép xuống live để hẹn vào buổi live ngày hôm sau 10:30 ngày mai. Anh em chào đón em bên Hoàng Kiên sẽ phục vụ anh em tất cả những dòng sản phẩm hiện tại mới về cho bên anh em nhé mọi người nhá. Anh em có nhu cầu gì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với số hotline bên em luôn, hoặc là anh em cứ nhắn tin để các bạn nhân viên các bạn sẽ trực tiếp hỗ trợ anh em tư vấn lại một lần nữa và gửi lại hình ảnh cụ thể cho anh em ạ. Biết ơn tất cả anh chị em rất là nhiều. Mong tất cả quý vị anh chị em hôm ngày xem livestream ngày hôm nay là bên em có đeo khẩu trang, có hơi mất phản cảm một xíu. Thế nhưng mà cũng do cái sức khỏe, để đảm bảo sức khỏe thì bọn em cũng cố gắng tạm đeo khẩu trang. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều nha. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Cảm ơn mọi người ạ. Các nhà ba, các cô, các chú ạ. Rồi.